Vâng, xin chào anh em và cả nhà nhé. Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến clip của channel Cây Cảnh TV. Thì hôm nay tiếp tục với clip lộc vườn bonsai, thì mình xin giới thiệu đến lô này mới về nha. Có 10 cây. Hàng rất là đẹp luôn ạ. Đây, đây là cây số 1 nhé. Gốc nó u nằn lên này, anh em thấy không? Rễ nó bện lên, củ này. Đấy, thân lên cũng rất là to luôn nhé. Gốc thì rất là bò nằm, nó rất là đẹp nhé. U này nó to hơn cái nắm tay luôn. Đấy, rất là đẹp. Vâng, đây là cái số 1 nhé. Đấy, gốc nằm ra. Đấy, cây giống như kiểu dáng bay nằm này, rất là đẹp này. Đây là cái số 1 đó. Còn đây là cái số 2 nhé. Cây số 2 này gốc đấy, nằm thẳng ra hai bên này, thân thì thẳng này, gốc to này, tay thì chia tứ diện luôn này. Đấy nhá, tay chia tứ diện luôn đấy, rất là đẹp luôn nhá. Đây là cây số 2 ạ. Thân thì cũng gần bằng cổ tay rồi nhá, ở dưới gốc thì to hơn cổ tay, thân trên này cũng gần bằng cổ tay luôn nhá. Đây là cây số 2 ạ. Và đây là cây số 3 nhé. Nó u nằn lên này, rất là đẹp nha. Đấy, tay thì chia tứ diện này, gốc cực kỳ to, bộ đế của nó này nhìn rất là xù xì lâu năm rồi nhé. Hàng này nuôi rất là lâu năm rồi mới được. Đấy nha. Đấy, tay thì lên tứ diện này. Đấy, anh em thấy không? Tay thì chia tứ diện lên rất là đẹp luôn nha. Đấy, gốc thì to hơn cổ chân nữa, gốc to hơn cổ chân luôn ạ. Và đây là cây số 4 nhé. Đấy, thân lượn rất đẹp luôn này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Thân lượn lên rất đẹp nha. Đây là cái số 4 nha, rất độc và lạ này. Thân nằm bò gần đây, bộ đế này nằm bò đây. Đấy, xong lượn lên thân. Đấy, tàn thân cũng rất là đẹp luôn rồi nha. Đây là cái số 4 nha. Rồi, còn đây là cái số 5 này. Đấy, tay chia tứ diện này, rất đều luôn này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, chia tứ diện này. Đấy, nằm ra nhé. Đấy, rất đẹp luôn ạ. Rồi, thì 6 cây này mình xin bán với giá 5 cây này mình xin bán với giá là 600 ngàn một cây nhé. 5 cây đầu tiên này. Cây số 5 này gốc cực kỳ đẹp luôn, để cho anh em nào ưu tiên lựa trước. Đấy, là mình xin bán với giá là 600 ngàn một cây nha. 600 ngàn một cây. Anh chị em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình theo số 0355823389 nha. Đấy, và đây là cây số 6 này. Đấy, thân bò nằm này, rất đẹp luôn. Tàn cây này rất là sung rồi nhé. Đấy, anh em thấy không? Tàn cây này rất là sung luôn rồi. Đấy, gốc nằm ra này. Đấy, gốc này rất là đẹp luôn nhé. Đấy, đây tổng thể cây đây. Đấy, đấy, tổng thể cây số 6 đây này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, cứ gốc nào cũng đẹp. Nếu mà hai góc so góc bên kia góc này cũng đẹp nha. Đấy, rất đẹp luôn nha. Đây là cây số 6 ạ. Còn đây là cây số 7 này. Gốc thì cực kỳ to luôn, to hơn cái bắp đùi. To bằng bắp đùi luôn.
tay thì chia tứ diện rất đều luôn nhé, tứ diện bốn hướng này, đấy, rất đều luôn, có phúc đàng hoàng đấy, gốc thì cực kỳ to, nè. Lên đến thân này rồi còn to hơn cổ chân, gốc còn to hơn cổ chân, nè. Hàng rất là đẹp luôn ạ, đấy, tổng thể cây số 7 đây, đấy, anh em nhìn thấy không, rất là đẹp nhé. Tổng thể cây số 7 đấy, đấy để cho anh em coi nha. Đây, đây là cây số 8 này. Đấy, anh em nhìn thấy không, bộ ghế gốc nó nằm ra này, rất là đẹp nha. Đấy, gốc nó bò nằm ra này. Đấy, cây thì rất là sung nhé, tay thì dáng bay bay này. Đấy, tay dáng bay bay đỏ đỏ đấy. Đấy, anh em thấy không, bay đây, tay này bé vút lên cao này. Một thân thẳng lên đấy. Nè, hàng này mình đã bẻ sơ một nước rồi, anh em về có chỉnh sửa lại hoặc để yên cũng được nha, không sao hết ạ. Rất là đẹp luôn nhé. Đấy, đây là cái số 8 nhé. Đây là cái số 9 này. Gốc đế cực kỳ to luôn. Đấy, này, gốc cực kỳ to. Đấy, cây thì thân thẳng tứ diện luôn này. Đấy. Đấy, nhìn anh em thấy không? Bộ đế của nó này. U nằm lên rất là rẽ bện lên nhau này. Đấy. Này. Rẽ cây bện lên nhau này. Tứ diện luôn, rất đẹp. Đấy, đây. Đấy, tổng thể cây số 9 này nhá. Nè. Hàng này rất là đẹp luôn. Đấy. Đây số 9 nè. Và đây là cái số 10 nhé. Này, gốc nó cũng nằm ra rất là đẹp luôn. Đấy. Gốc thì rất là to nằm ra này. Cây thì tứ diện này. Đấy, anh em thấy không? Đấy, tổng thể cây rất là đẹp nhá. Đấy, cây số 10 này. Đấy, tứ diện chưa? Tay chia đều bốn hướng, anh em thấy không? Rất là đẹp luôn nhá. Rồi thì lô này có 10 cây thì mình cũng vừa quay để cho anh em coi rồi đó. Nhá. Từ cây số 6 đến cây số 10 là mình xin bán với giá là 900.000 một cây. Là 5 cây đầu tiên là mình bán với giá là 600, 5 cây còn lại là mình bán với giá là 900.000 một cây nhá. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ mình tới số điện thoại trên màn hình, hoặc anh em có thể gọi 0355823389 nhá. Hàng này cực kỳ đẹp luôn, lộc vừng bonsai mini nhá. Giá cũng chỉ vài trăm nghìn thôi nhá. Rồi. Cảm ơn anh em và các bạn đã quan tâm theo dõi nhá. Mọi người nhớ like và subscribe ủng hộ kênh cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em các clip tiếp theo.